Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Đông Nhi bật khóc trước tình cảm FC dành cho mình. Nhân dịp sinh nhật tuổi 33, Đông Nhi đã có buổi đón tuổi mới cùng với những người hâm mộ luôn yêu thương và đồng hành bên cô. Ngày 13 tháng vừa qua, Đông Nhi có buổi tổ chức sinh nhật online cùng SC. Tại đây, Đông Nhi giao lưu cùng tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ yêu thương cô trong suốt thời gian vừa qua. Những lời chúc tốt đẹp đã được gửi đến giọng ca từng thuộc về nhau. Đông Nhi tươi tắn trong buổi tổ chức sinh nhật cùng người hâm mộ. Đáng chú ý khi lắng nghe một người hâm mộ tâm sự rằng đã không thể tiếp tục theo đồng hành cùng cô vì phải lo cho gia đình, Đông Nhi đã bật khóc. Chính tình cảm chân thành của FC khiến nữ ca sĩ không kìm được xúc động. Có lẽ đây cũng là tâm trạng chung của bất kỳ nghệ sĩ nào khi được lắng nghe, cảm nhận tình yêu của khán giả đối với mình. Mặc dù tình hình dịch bệnh ảnh hưởng, tuy nhiên những món quà của fan vẫn được gửi đến cho Đông Nhi. Hình ảnh nữ ca sĩ ngắm nhìn, trân trọng tình yêu thương của khán giả khiến fan xúc động không kém. Vốn là người sống rất tình cảm, nên chỉ cần một chút quan tâm của mọi người đã đủ khiến cô xúc động. Từ nhỏ, Đông Nhi đã bộc lộ niềm đam mê ca hát. Dù gặt hái nhiều thành công và cũng không ít lần thất bại, Đông Nhi vẫn kiên trì theo đuổi nghệ thuật và đỗ á khoa tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm mới ra mắt, cô nổi tiếng với nhiều ca khúc như Chàng Papi Milo, Đu Quay Tình Yêu. Khóc là ca khúc cột mốc giúp Đông Nhi trở thành cái tên được khán giả yêu mến, truyền thông săn đón. Tiếp đó, cô cho ra mắt thêm loạt bài hát như Lời Thú Tội Ngọt Ngào, Bí Mật Của Hạnh Phúc. Nhờ sự cống hiến không biết mệt mỏi, Đông Nhi dần khẳng định vị thế của mình trong thị trường âm nhạc, nhận về nhiều giải thưởng âm nhạc khác nhau. Với sự nhạy cảm, nắm bắt thị hiếu, Đông Nhi liên tục làm mới mình để phù hợp với khán giả và vẫn luôn giữ được sức nóng của bản thân. Hiện tại, hình ảnh buổi sinh nhật của Đông Nhi cùng người hâm mộ vẫn được cập nhật liên tục. Còn bạn, bạn cảm nhận gì về khoảnh khắc xúc động của bà xã ông Cao Thắng? Hãy chia sẻ quan điểm của mình dưới phần bình luận nhé! Phong cách Đông Nhi ở tuổi 33. Đông Nhi hướng tới hình ảnh phụ nữ thành đạt, cô chuộng phong cách sang trọng, quý phái, pha chút gợi cảm. Nữ ca sĩ trang điểm với màu son trầm, tóc xoăn nhẹ, hoặc kiểu gợn sóng. Bà mẹ trẻ còn thích mốt khoe chân thon, mít đồ đồng điệu với phụ kiện. Đông Nhi ít khi diện trang phục cắt xẻ táo bạo. Gương mặt của giọng ca Xin Lỗi Anh Vá Phiền được nhận xét không có nhiều thay đổi sau nhiều năm vào showbiz. Đông Nhi sau sinh em bé ngày càng mặn mà về nhan sắc, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng nhờ chế độ ăn uống hợp lý, tập yoga. Nữ ca sĩ chăm chỉ diện các kiểu áo ống, dây crop top để khoe vòng eo. Nhiều khán giả khen cô gái một con trong mòn con mắt. Đông Nhi đang có tổ ấm hạnh phúc. Đông Nhi nói, với tôi gia đình là tất cả, có con rồi tôi càng thấu hiểu lòng cha mẹ, có những thứ không cần phải nói ra, chỉ cần hành động. Đông Nhi luôn giữ tinh thần lạc quan, vui tươi thời dịch. Hồi tháng 9, cô cùng hàng chục nghệ sĩ tham gia MV Sẽ Không Ai Bị Bỏ Lại Phía Sau, sáng tác Châu Đăng Khoa để cổ vũ tinh thần chống Covid-19. Ca sĩ đã quay lại công việc sau nới lỏng giãn cách, cô đi quay chương trình chuẩn bị các dự án âm nhạc mới. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.